ngành trồng rau ở từ Đà Lạt cho đến Sài Gòn từ sau Tết đến nay vẫn không ngóc đầu lên nổi, theo cách nói của nhà vườn. Rau sản xuất không bán được, phải bán đổ bán tháo, không hết, có nơi nhà vườn phải cắt cả những rau củ quả tươi tốt cho bò ăn hoặc làm phân xanh. Giá trứng gia cầm cũng rất mạnh, chỉ được trên dưới 1.000 đồng một quả. Chưa kịp lại sức thì đến họa cúm gia cầm, giá thịt gà lại xuống dốc, trứng gà Việt cũng cùng chung số phận. Lượng tiêu thụ sản phẩm gia cầm giảm từ 1/3 tới một nửa. Gần đây Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh ra tay đỡ đòn cho nông dân, cho một số doanh nghiệp vay vốn ưu đãi để mua trữ sản phẩm gia cầm, mong vực giá lên đôi chút, giúp nông dân tiếp tục sản xuất. Nhưng các doanh nghiệp cho biết đó cũng chỉ là biện pháp đối phó tạm thời, không thể bền vững. Trong khi đó thì giá rau tại vườn vẫn ế ẩm, không thể kéo lên. Một nhà vườn ở vùng ngoại ô thành phố Hồ Chí Minh khi được hỏi về nghề trồng rau đã nói: không đủ sống. Thế còn giá cả thì thế nào? Giá cả thì ế lắm. Cụ thể giá rau là bao nhiêu? Có 20.000 một chục. Mà 20.000 một chục thì trong khi gạo này, phân do này, các thứ này, nó lên quá thì đâu có chi phí nổi. Như vậy thì có đủ trang trải tiền phân do hay không hả bà? Trang trải tiền phân không có tiền ăn. Thế thì rau trồng có bán được không? Không bán được, vì lãi có khi lãi là đến mua, mà nó ế quá, ông chẳng đến mua. Phóng viên của chúng tôi hỏi tiếp là người ta không mua thì mình làm sao? Tôi đổ bỏ. Tôi bỏ không phân. Như vậy bà nghĩ nghề trồng rau có sống được không ạ? Tôi không muốn trồng rau. Bán thì ế, mà phân thì đắt, mà nói đúng là sức khỏe cũng kém. Không làm nổi. Đó là tình trạng giá cả tại vườn. Về phía doanh nghiệp thì khi được báo chí thăm hỏi, đại diện siêu thị Co-opmart cho rằng giá rau của nông dân xuống thấp do nhiều yếu tố, trong đó quan trọng nhất là cung đã vượt cầu, dư thừa sản phẩm dẫn đến rớt giá. Giá thuê nhân công thời vụ để thu hoạch khá cao cũng là nguyên nhân khiến người trồng đổ bỏ sản phẩm. Ngoài ra cũng có thể là các nhà vườn chưa có kế hoạch sản xuất hợp lý và không chú trọng đầu ra nên chưa ký hợp đồng bao tiêu với đơn vị phân phối mà chỉ phụ thuộc vào các đầu mối quen phân phối tại các chợ thông qua lái cho nên bị động.